Hồng Mai chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Anh cả nhà ơi, hôm nay em về có một cái lô mai lá cực kỳ rất là đẹp luôn, mà rễ cũng tương đối đẹp cả nhà. Thì cây cao tầm khoảng 45 đến 50 đến 60 cũng có nha. Thì cái gốc của nó thì bằng đầu đũa ăn đi lên ha, hoặc là bằng cái ống hút đi lên cả nhà. Đó, đây mai của vườn mai nhà em thật sự rất là xanh tốt nha, và nó có rất là nhiều loại nha cả nhà. À, và đây là loại giá 8.000 một cây đây. Đó, rễ thì cái lô này rễ đa số là lò xo, lò xo và rễ quái cả nhà. Đó, lò xo rễ quái ha. Còn những cái rễ ngang như thế này thì sau này nó sẽ lên hình thú nha cả nhà. Đó, những cái con cái rễ ngang như này nè, sau nó thường lên những cái con thú nằm á cả nhà. Đó, đây lò xo. Lò xo này tầm khoảng 3 đến 4 dòng nha cả nhà. Đó, có những cái rễ quái như thế này, lò xo như thế này nha. Rồi đây. Đây cả nhà. À, nó như thế này nha. Thì rễ này, cái lô này em bán với giá 8.000 một cây nha. 30 cây là em ship nhưng mà không có bao phí vận chuyển nha cả nhà. Đây em sẽ đo ngang tay nha. Đó, tầm khoảng 3 gang, em chắc khoảng 50cm đi lên đi cả nhà. Thì gốc của nó là bằng đầu đũa ăn đi lên ha. Và cái này tương đối, cây cành nhánh lá thì tương đối đẹp nha. Đó, đây. Cây này là cây rất là cứng, khỏe luôn. Đó, rễ thì cũng rất là đẹp ha. Thì giá chỉ có 8.000 một cây thôi. Em ship từ 30 cây và có chương trình tri ân khách hàng. Thì nếu mà chúng ta mua tầm 100 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển và tặng kèm cho chúng ta là 5 cây nha. Đó, rễ là nó như thế này nha cả nhà. Thì sau này cái rễ nó đa dạng ha, mình trồng sau này thì nó sẽ lên rất là nhiều kiểu trong cái vườn mai của chúng ta. Loại này là 5 đến 12 cánh nha cả nhà. Rồi bên đây là cái loại lớn hơn nha. Đó, cái loại lớn hơn. Đó, cây rễ thì cũng có lò xo đứng nè. Rồi những cái rễ quái như thế này ha. Cây cao này là 60 cho tới 80 nha. Giá thì 10.000 một cây. 30 cây thì em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Đó, đây cả nhà. Rễ thì nó tùm lum kiểu nha. Gốc này thì tương đối mập hơn cây nãy rất là nhiều. Đó, có những cái rễ quái này cả nhà. Rồi có những cái tổ chim nữa nha. Tổ chim là như thế nào? Là nó khoanh tròn như thế này nè. Đó, tổ chim rất là đẹp nha. Đó, rồi rễ đây tùm lum kiểu lộn xộn nha. Giá 10.000 một cây. Cây cao tầm khoảng 60cm nha. 60cm đi lên. Thì giá này 10.000 một cây. Đó, cây mai rất là đẹp luôn nha cả nhà. Chỉ có 10.000 một cây thôi. 30 cây thì em sẽ bao phí vận. Ủa, 30 cây thì em sẽ ship. Còn nếu mà lấy 100 cây trở lên thì em sẽ tặng 5 cây nha. Và bao phí vận chuyển cho chúng ta tới nơi luôn. Rồi, còn bên đây cả nhà, bên đây chính là hàng mai con giảo bông đẹp. Thì hôm bữa em về được mấy ngàn cây, hiện nay chắc còn khoảng chắc từ không tới ngàn cây cả nhà. Cây cao thì tầm khoảng 50-60 nha. Cái loại này giảo bông đẹp là từ 6 đến 12 cánh nha. Giá em bán là 15.000 một cây nha. Thì lâu lâu mới có một lô cả nhà. Cái này là do của ông cậu ông đi xin hạt ông hái, cho nên là nó mới có, số lượng cũng không có nhiều ha. Rễ thì cũng xử lý đủ kiểu nha, đủ kiểu tùm lum kiểu luôn, có lò xo đứng nữa nè. Đó, thì giá là 15.000 một cây. 30 cây em ship nha. Rồi từ 100 cây trở lên thì em cũng sẽ bao phí vận chuyển, còn nếu 30 cây em ship nhưng mà không có bao phí ship nha. Đó chính là hàng mai giảo bông đẹp nha cả nhà. Đó. Rồi, và tiếp tục em sẽ hướng về bên đây nha. Rồi, đám mai con ở ngoài đây nữa cả nhà. Cái lô này thì cũng giá là 8.000 một cây nha. Rễ em quấn thì cũng lộn xộn đủ kiểu hết luôn cả nhà. Đây, rễ nó như thế này nha cả nhà. Đó, giá 8.000 một cây luôn nha. 30 cây thì em cũng sẽ bao, sẽ gửi. Còn 100 cây trở lên thì bao xíu nha